TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Được rồi, ta bắt đầu thôi, đi chậm lại chút nha, cậu bé à. Đi tất cả từ từ thôi đó. Được rồi. Chậm chậm thôi. Được rồi, đi đi, đừng chậm quá. Tốt rồi, giữ khoảng cách cho đều nha. Rồi, được rồi. Ê nè nè nè. Được rồi, hai được bạn rồi. Đừng đi xa quá như vậy ha. Sát lại chút nào. Được rồi. Bắt đầu đi chậm chậm thôi ha. Từ từ thôi. Từ từ. Chậm đi chậm, chậm thôi. Cha nhớ. Đúng là rồi. Đừng để cách xa nhau quá. Như vậy đó. Tốt lắm. Được đi, rồi đi. Giờ rẽ phải ở đây. Quay người từ từ sang bên phải. Chậm lại một chút thôi. Đừng đi nhanh quá. Tiếp đi. Tốt lắm rồi. Cứ vậy ha mọi người. Mọi người làm tốt lắm đó. Bây giờ tới phiên chú rể và thân mẫu. Rồi, à. Mời hai đi người con, tiến lên đây. Phía trước đi con. Chúng ta đi tới đi. Đúng rồi, tốt lắm. Được rồi. Được rồi Bobby à, ngoan nào. Bây giờ thì dừng lại đây. Đúng rồi, ngay đây nè. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cô đứng đây nha. Dạ được rồi, cảm ơn cô. Dạ bây giờ là gia đình của Awere và cô Eloza. Dạ bên này. Cô nên đi hơi chậm chậm lại một chút nha. Cô cần thể hiện sự e ấp dịu dàng của cô dâu. Được rồi xin dừng lại. Bây giờ là nào Bobby, cậu tới đứng cạnh Eloza đi nè. Tiếp đến là Eloza. Chào tạm biệt gia đình cô đi nào. Hôn ba mẹ cô đi. Phải thật tình cảm nha. Tốt lắm. Bobby, bây giờ cậu hãy nắm tay của Eloza. Hai người hãy tiến lên đây. Mẹ ơi. Hai người đi thật thông thả nha. Mẹ. Đi đi con. Được rồi dừng lại. Nè Bobby, để máy bay của cậu xuống đi. Cảm ơn cậu. Được rồi, bây giờ mọi người hãy im lặng nha. Giờ sẽ bắt đầu phần nghi thức lễ kết hôn này. Mẹ ơi. Anh Chino của em. Anh Chino anh Chino của em. Anh Chino em mừng quá anh Chino. Anh Chino, sao anh đi lâu quá vậy hả anh Chino? Em nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ anh lắm á. Nghe anh vô đây. Anh vô đây. Khoan đã. Đi Eloza. Đây là Chino. Cô ấy là bạn gái em đó. Mẹ ơi anh Chino về rồi nè. Con vui quá à. Đủ rồi. Anh Chino về rồi. Chino. Nè Bobby. Bobby. Đủ rồi. Mẹ. Ôi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ sao vậy? Cô lại vậy? Bà ơi, mẹ bà. Sao vậy? Mẹ sao không có mẹ đó? Mẹ sao đi gọi tài xế đi. Trời ơi, nhanh lên đi. Giùm mẹ đi. Trời ơi, được mẹ. Bobby. Mẹ ơi, tỉnh đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao nè anh? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ tự nhiên. Con chịu Bobby đó nha. Cẩn thận đó mẹ. Margot. Từ từ. Margot. Đi theo tôi đã. Mẹ ơi. Sao không thấy Bobby vậy? À, dạ, cậu ấy về nhà với Margot. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, coi chừng bị mệt đó. Bây giờ mẹ còn phải thư giãn và nghỉ ngơi trước đã. Chúng con đưa mẹ tới bệnh viện nha. Tới bệnh viện làm gì?
Tại sao mẹ phải vô bệnh viện? Mẹ chỉ giả vờ là vì muốn biết sự thật. Ai trong số mấy đứa đã gọi cho nó? Ai là kẻ dám cả gan gọi thằng con Quang đó về làm hỏng kế hoạch của mẹ? Giờ đây nó không còn là một thành viên của gia đình ta nữa rồi. Nó đã bị Roberto từ bỏ nên đã mất luôn quyền thừa kế. Mẹ đã lệnh cấm không cho phép nó quay trở về. Mẹ à, sao chuyện lại không giống như lời chị Margot hả? Gì? Con hiểu điều đó mà mẹ. Con không còn nhiều thời gian để giải thích cho mẹ hiểu. Tại vì ngày mai bà Duna Hilaria sẽ sang đây để hỏi cưới con cho con trai bà ta rồi.